Thưa quý vị, một hộp đựng thuốc lá quý hiếm của Hoàng đế Nga được đưa ra bán đấu giá tin từ London. Trung tâm đấu giá Bonham ở London trưng bày hộp đựng thuốc lá quý hiếm Imperial Romanov thuộc quyền sở hữu của Hoàng đế Nga Tsar Nicholas Đệ Nhị. Ngày 5 tháng 6, hộp đựng thuốc lá sẽ được đưa ra bán đấu giá nhân kỷ niệm 400 năm triều đại Romanov lên ngôi. Bonham ước tính là chiếc hộp đựng thuốc lá sẽ có giá trị lên đến 200.000 bảng Anh, tương đương là 303.180 Mỹ kim. Chiếc hộp đựng thuốc lá mạ vàng với những loại đá quý trạm trổ hình con đại bàng tuyệt đẹp. Đây là vật quý giá được Hoàng đế Nicholas sử dụng mỗi ngày. Theo lịch sử, thì hộp đựng thuốc lá Imperial Romanov được đúc từ một xưởng hoàng kim nổi tiếng Faberge và hộp đựng thuốc lá quý hiếm còn sót lại là một trong những di tích quan trọng và quý hiếm đối với dân chúng Nga, đánh dấu thời đại vàng son Romano trị vì quốc gia Nga trong một thời gian dài. Giám đốc điều hành trung tâm đấu giá Bonham là cô Sophie Law nói rằng bên cạnh giá trị là một trong những vật quý hiếm từ triều đại Romanov còn sót lại, song song thì nhìn về góc cạnh nghệ thuật vào thời xa xưa qua hộp đựng thuốc lá được tạo nên bằng phương pháp thủ công nghệ rất tinh xảo và khéo léo. Hoàng hậu Sharina tặng nhà vua Nicholas Đệ Nhị nhân buổi lễ sinh nhật của người con gái thứ hai. Món vật này được di chuyển từ Điện Cẩm Linh vào năm 1917, cất giấu tại một nơi an toàn và sắp được đưa ra đấu giá vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Chắc chắn sẽ được nhiều giới sưu tầm đồ cổ chú ý vì đây là dấu tích lịch sử hiếm hoi còn sót lại của triều đại Romanov. Nhiều chuyên gia ước đoán là chiếc hộp đựng thuốc lá Nga Hoàng có thể có giá trị lên đến 1.2 triệu bảng Anh, tương đương là 1.81 triệu Mỹ kim.